Xin kính chào quý chị nhà đầu tư đã quay trở lại với chương trình bản tin trưa của TVI ngày 20 tháng 8. Với một cái phiên giao dịch có thể nói là ảm đạm hơn một chút so với hai cái phiên giao dịch trước đây. Những phiên giao dịch ngày thứ sáu tuần trước và thứ hai tuần vừa rồi phải nói là những phiên thực sự là bùng nổ về mặt kể cả giá và mặt khối lượng cũng như là các cổ phiếu trên thị trường thì đua nhau bật tăng. Nhưng ở phiên sáng hôm nay thì có vẻ như cái vận động nó hơi trái chiều lại một chút, là hơi ảm đạm một chút. Mặc dù là có những thời điểm index nó cao tạo gap tăng và tăng lên cái mốc là cao nhất là 1270 điểm với rất nhiều những cổ phiếu blue chip bật tăng, đúng không ạ? Chúng ta thấy được ở đây là có những Vietcombank, BIDV, CTG đại diện cho nhóm ngân hàng bật tăng ngày hôm nay, và đại diện nhóm bất động sản thì chúng ta có Vinhome, VIX và VRE. Bên cạnh đó thì một vài blue chip khác như là FPT hay là GAT hay là Masan buổi sáng hôm nay thì đều có những vận động tương đối tích cực. Tuy nhiên thì cái vận động đó thì với cái biên độ biến động như buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cho rằng là tương đối hẹp. Thì cái câu chuyện này thì nó được giải thích với lý do rằng là phiên chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Chiều ngày hôm nay chính là cái phiên hàng về của ngày bùng nổ tối đa. Và một cái lượng hàng rất lớn ở ngày bùng nổ tối đa xuất hiện vào phiên chiều ngày hôm nay thì rõ ràng là nó có thể kéo theo một loạt tương đối những cái áp lực bán tại khu vực quanh khu vực 1260 này, 1266 này, đúng không ạ? Và rõ ràng cái điều đấy thì làm cho tâm lý của nhà đầu tư đang tương đối là e ngại về cái việc giao dịch mua mới cũng như là bán quá sớm ở phiên buổi sáng hôm nay, cho nên là nó gây nên cái hiện tượng là thanh khoản thấp. Nó thấp hơn khoảng độ 10% so với phiên trước thôi, thì cũng không phải là mức quá thấp, nhưng cái việc thanh khoản nó chậm lại như thế này cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Quay trở lại với bối cảnh ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cần phải làm gì, là rất nhiều nhà đầu tư đang chưa biết rõ là cái xu hướng thị trường nó sẽ đi như thế nào. Thì chúng ta hoặc xin phải nhắc lại mọi người một chút rằng ở trong năm 2024 là một năm rất là đặc biệt. Chúng ta không phải năm nào cũng có đến 3 phiên bùng nổ tối đa. Và năm nay đặc biệt là một chỗ đó là cái phiên bùng nổ tối đa, hai phiên trước đã thành công rất là tốt rồi, đúng không? Nhưng cái hiệu suất đầu tư của chúng ta nó đang mang theo một cái sự phân hóa rất là lớn. Rõ ràng ở những giai đoạn năm đầu năm thì mọi người có thấy được rằng là mặc dù chỉ số đâu đó nó tăng lên khoảng độ gần 300 điểm, nhưng ở giai đoạn đó nếu như chúng ta không chọn được những cổ phiếu gọi là đúng với cả những cái dòng tiền đang tập trung vào đó thì rõ ràng là cái tỷ suất sinh lời của chúng ta rất thấp so với cái phần còn lại, đúng không? Đây là những cái giai đoạn mà của các cổ phiếu blue chip đang xuất hiện rất tốt, rất mạnh mẽ từ đầu năm. Và giai đoạn sóng thứ hai cũng tương tự như thế, nó giai đoạn từ tháng 4, tháng 5, đúng không? Và kéo dài cho đến mãi giai đoạn đến tháng 7 thì con sóng này nó kết thúc. Và cái việc reset trở lại ở đây và bắt đầu cho một con sóng mới đến cuối năm thì có lẽ là cái tính cách của cái con sóng, những con sóng trong năm 2024 nó vẫn được giữ nguyên. Đó chính là tính cách của sự phân hóa. Và cái việc phân hóa này nó thể hiện ở một chỗ, đó chính là chúng ta có thể sẽ thấy được một vài cái sự hưng phấn nhất định kéo theo ở một vài phiên đầu, đúng không? Một vài phiên đầu của cái giai đoạn tăng giá mà sự hưng phấn nó sẽ rất là cao. Tuy nhiên sau đấy thì cái sự phân hóa sẽ đến và lúc đấy nó sẽ kéo theo cổ phiếu mạnh và cổ phiếu yếu, thì nó sẽ chia ra rất là rõ ràng. Thì cho nên cái việc mà mọi người chọn cổ phiếu đúng này và nắm giữ trong suốt cả quá trình tăng giá, đấy là một cái chuyện rất quan trọng ở thời điểm hiện tại. Cho nên với những cái giai đoạn mà nó rung lắc hay là có xuất hiện những cái phiên giao dịch với biến động lớn ở sau này đây, đúng không? Mà mọi người có thể thấy được nó giống như những cái ví dụ ở những khu vực dưới này lần trước thì TVI cũng đã chia sẻ mọi người khá nhiều, đúng không ạ? Thì đây là một điều hoàn toàn bình thường, được chưa? Hoàn toàn bình thường trong một xu hướng tăng giá khi mà nó mới vừa khởi động thôi. Mọi người có thể thấy ở đây là ví dụ như chúng ta có một phiên bùng nổ tối đa ngày 8 tháng 11 năm 2023, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta liên tục có những cái phiên điều chỉnh nhẹ này, vôn ở đây nó cũng tương đối lớn, điều chỉnh rung lắc này, đúng không ạ? Giật lên một cái thì tiếp tục có một cái phiên giảm đâu khoảng độ 2% và liên tục có những cái phiên rung lắc quanh cái khu vực cây bùng nổ tối đa đây, đúng không? Quanh bùng nổ tối đa. Nhưng chúng ta sau đấy thì vẫn tiếp tục với một cái đà tăng rất là lớn. Thì rõ ràng ở đây mọi người cũng phải hình dung một cái câu chuyện rằng là chúng ta cũng có thể là không bắt đầu với một cái nhịp giảm lớn như vậy, đúng không? Chúng ta một cái nhịp giảm đây nó chỉ bằng nhỏ, bằng khoảng một nửa, cái áp lực nó chỉ bằng một nửa so với cái nhịp giảm của tháng giai đoạn đáy 2023 thôi. Nhưng chúng ta cũng đang có một cái giai đoạn khởi động nó tương đối giống đấy, cho nên là cái việc rung lắc nó có thể sẽ nhẹ hơn, đấy chứ? Nhưng đấy vẫn sẽ là cái vận động chính của thị trường trong giai đoạn tới. Thì cái việc rung lắc quanh khu vực này là chuyện hết sức bình thường, nên là mọi người cũng đừng có quá lo lắng nếu như chiều nay hàng về mà chúng ta có những cái biến động mạnh hơn những gì mà chúng ta đang suy nghĩ, đấy chứ? Và có một cái lưu ý ở thời điểm hiện tại thì Hằng nghĩ rằng mọi người không nên quan tâm quá nhiều về mặt điểm số. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng là trong một cái giai đoạn đầu của xu hướng tăng như này thì khi mà cái sự hứng phấn nó được kéo lên cao thì những cái người mà người ta cầm tiền thì người ta sẽ luôn mong muốn rằng là thị trường phải điều chỉnh thật mạnh trở lại để họ có thể tham gia được với những cái giá thật là tốt, bởi vì họ không muốn lỡ tàu.
và những cái người cầm cổ phiếu thì họ lại không muốn thị trường điều chỉnh một chút nào cả, họ chỉ muốn là cổ phiếu này, thị trường này cứ liên tục tăng giá như vậy. Tuy nhiên thì chỉ cần chỉnh nhẹ một cái thì bắt đầu những cái người cầm cổ phiếu đấy lại bắt đầu lôi hàng ra bán. Thì đấy là những cái hành động Hoàng cho rằng của cả hai bên, đấy sẽ là những cái hành động Hoàng đánh giá là không đúng ở thời điểm hiện tại. Bởi vì đa số những cái con sóng phân hóa ấy, nó sẽ vận động rất là khó chịu, và bản chất của index trong dạng vừa qua thì nó vẫn sideways trong một cái biên tương đối rộng là đâu khoảng từ khu vực 1180 lên đến vùng đỉnh 1300. Cho nên là với việc index nó sẽ rung lắc trong suốt cả cái biên lớn này là một chuyện hoàn toàn bình thường. Và nếu như mọi người không nắm bắt được cái biên độ biến động của thị trường cũng như là cái xu hướng chung thì chúng ta sẽ rất dễ nhìn vào chỉ số để đoán xanh đỏ mỗi ngày, và từ đó thì sẽ kéo theo hành động của mình là rất dễ dẫn đến cái việc là một là không mua được cổ phiếu, hai là sẽ bị bán sớm, là nó sẽ không mang lại kết quả tốt cho chúng ta. Thì ở trong một cái thị trường sideways, mọi người sẽ phải lưu ý vào một điều rằng đó là chỉ cần chỉ số chung nó không bị quá xấu, đúng không? Chỉ số chung nó không bị quá xấu, không xuất hiện quá nhiều phiên phân phối dày đặc và dẫm đạp lên nhau, đúng không? Thì lần trước Hoàng cũng có một thống kê đó là 4 phiên phối ít nhất nó sẽ được khoảng 3 tuần, thì sau đấy thì cái xác suất giảm tiếp thì nó mới có thể tăng cao. Còn nếu như 4 phiên phối mà nó giãn dài trong khoảng 4 tuần chẳng hạn thì cái xác suất tăng tiếp sau đấy là nó vẫn được giữ nguyên, đúng không? Nó giống như ở thời điểm hiện tại. Lần trước Hoàng cũng có một cái thống kê cho mọi người ở rất nhiều mẫu trước đây, rất nhiều cái mẫu ở trong quá khứ rồi. Thì đây Hoàng chia sẻ với mọi người một cái khu vực nó điển hình, nó khá là điển hình. Ở đây cũng có đến tận 4 phiên phối nhưng nó kéo dài trong vòng 4 đến 5 tuần. Đấy, cho nên là cái áp lực bán ở khu vực này thì nó được dàn đều ra và nó không bị đè nặng lên cái phiên bùng của đà này. Cho nên ở thời điểm hiện tại nó cũng tương tự như thế. Nó chỉ cần không bị xuất hiện quá dày đặc, thị trường vẫn ổn thì các cổ phiếu mạnh nó vẫn có cơ sở để tiếp tục tăng. Cho nên là mọi người vẫn hãy bình tĩnh để nắm giữ cổ phiếu trong suốt đà tăng nhé. Bởi phiên buổi sáng ngày hôm nay thì thấy vẫn các cổ phiếu blue chip vẫn đang vận động rất là tích cực. Mọi người thấy là có gap, mở gap tăng và có những thời điểm lên là 86 này, hay thậm chí là Masan, những cái cổ phiếu ở nhóm dưới, đúng không? Hay là ví dụ như kiểu là Vinamilk, kể cả có điều chỉnh nhưng vẫn mọi người thấy ở đây là khối lượng điều chỉnh ở đây cực kỳ thấp, nó chỉ bằng khoảng độ 1/5 đến 1/4 so với những cái phiên tăng giá trước đây, thì rõ ràng là cái áp lực bán đây gần như là không có, đúng không? Không xuất hiện quá nhiều khu vực hiện tại. Hay là những cổ phiếu như là VIX hay Vinhome, đấy, Vinhome thì đại diện cho nhóm bất động sản thì nó đang có một xu hướng phục hồi, tạo đáy phục hồi trở lại, thì ông đánh giá đây cũng là một điều tương đối tích cực dành cho cái nhóm này đối nói riêng, đấy chứ. Và những cổ phiếu như là Thế Giới Di Động hay là FPT, đúng không? Hay là kể cả FRT thì vẫn đang có những cái vùng tích lũy trở lại rất tốt với khối lượng cạn kiệt dần. Thì đây hoàn toàn là một điều tích cực và nó đang chờ cho một cái sự quay trở lại luân phiên khi mà dòng tiền đã nó tản ra và nó đi tìm các cái cơ hội trong thị trường. Nếu như luân phiên thành công thì nó lại tiếp tục quay về luân phiên tiếp các cái nhóm blue chip mà đã đang mang cái tính dẫn dắt được trước đó. Cho nên là ở thời điểm hiện tại thì cái lời khuyên của TVI và Hoàng chia sẻ với mọi người rằng là chúng ta nên tập trung nắm giữ vào các cổ phiếu mạnh. Và nếu như có cần phải cơ cấu danh mục ở thời điểm hiện tại thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ sau những cái nhịp rung lắc đầu tiên. Thì lúc đấy cái sức mạnh của cổ phiếu nó sẽ thể hiện một cách phân nhánh nó rõ ràng hơn. Thì lúc đấy mọi người sẽ có cơ sở để chúng ta tham gia. Được chưa? Và buổi chiều ngày hôm nay thì kể cả cái việc phiên rung lắc nó có diễn ra thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Và đây sẽ là cơ hội với những ai mà mọi người vẫn đang cầm một cái lượng tiền tương đối lớn và không biết giải ngân như thế nào. Thì chiều nay chúng ta vẫn sẽ phải có một cái động thái giải ngân nhất định nào đó, đấy chứ. Trước khi kết thúc thì Hoàng xin chia sẻ mọi người rằng là hiện tại để chuẩn bị cho bắt đầu một cái xu hướng tăng thì TVI cung cấp các cái sản phẩm của mình cho room trải nghiệm để mọi người có thể đánh giá cũng như là thử trải nghiệm các cái sản phẩm của TVI. Thì nếu như mọi người quan tâm đến các sản phẩm TVI thì mọi người hãy join vào cái link ở room trải nghiệm ở phía dưới. Mọi người đừng ấn vào và điền cái thông tin của mọi người vào là mọi người tham gia link này qua đâu thì TVI sẽ duyệt. Và lúc đấy thì mọi người sẽ có thể sử dụng các sản phẩm của TVI một cách miễn phí trong một thời gian. Ok, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.